Hello mọi người đã đến với kênh Danh Vlog nha mọi người. Mình là Danh đây. Còn đây là Út mình nha mọi người. Hôm nay mình kiểu quay một cái clip về gọi là đi ra vườn thăm thăm vườn nha mọi người. Một khu vườn rất lý Rồi tưởng. mời mọi người xem video mình nha. Đây, trước tiên vườn nhà mình có một cái loại trái cây gọi là đu đủ. Đu đủ nó vừa bổ cho, nó có chất canxi nhiều cho mọi người. Rồi, thứ hai là ở dưới gốc đu đủ này là mình trồng ngải bún để bán phục vụ cho bà con nấu bún bún nước nước lèo Sóc Trăng nổi tiếng nhất. Rồi cái thứ ba đó là khung cảnh dừa dừa. Đây, quê mình có dừa có trái nhiều lắm. Vào mùa mưa này thì trái quá trời luôn. Một chút nữa mời mọi người theo chân mình đi tham quan khu vườn của mình nha. Rồi tiếp đâu. Đây là một cái chòi để làm để giữ vườn của mình. Đây là cái vàng mướp. Vàng mướp. Đây là tổ ong đường. Thấy ông không mọi người? Để mình quay cho mọi người xem nha. Người thấy không? Quá trời bự luôn. Này nó già chưa? Chung lấy mấy lần. Ông mặc nha mọi người. Còn những cái mùi nó thơm không? Thương mặt. Đi vòng vòng không? Thấy công cảnh quê hương của mình ở đây á, thật là yên tĩnh. Cùng với ngã bún. Đu đủ nghe mọi người. Trái thấy ham luôn. Vòng vô đây. Mà mọi người tham quan vườn nhà mình nha mọi người. Cái thớm nè mọi người. Nó gãy rồi đó Út. Chưa chưa, chưa chín. Nào nó đỏ ngay đây nè, nó đỏ dưới đây nè nó mới chín, còn cái này là mới ngã ngang nó quẹo đầu nó mới già thôi. Dòng vô, dòng vô. Đây là một cái ao để nuôi cá. Dưới sông cá trốn, trên bờ thì xài.
Xoài, đây là nhiều rau má, rau đủ thứ, loại rau. Rồi mình cứ vô bãi dừa uống nha mọi người. Úc mình đang chặt dừa nha mọi người. Đây là dừa xiêm, trái nó hơi nhỏ Còn nhưng xì nước luôn. cái ruột nó bự. Kêu nó kêu kiếm nha mọi người. Dừa bự ở đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? À, mọi người uống giờ với mình nha. Ngon không? Ngon không? Ngọt. Là hơi chua. Hơi Có uống đỏ hơn không? Có mớp rồi bẻ con trái không cháu? Bà ca đang ngồi tát nước chuồng, bà la cho tội luôn. Rồi cái cầu này không dám qua. Đi lại đi, không gãy đâu. Đi lại đi. Rồi. À, cái chầu mình đây mọi người. Mới làm nha mọi người. Đây. Mời. Chặt chặt ra luôn. À, dưới nước nè mọi người. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Mời mọi người ăn chung với mình nha. Cái này sao mà lấy tay? Tay lấy ra. Rồi nó già đó. Già rồi, nó vừa ăn á. Nè. Nè mọi người thấy không? Thịt quá trời luôn. Để chà bá lửa đó luôn. Nè mời mọi người nha. Nó ngọt ngọt. Ngốc ăn đi. Ăn đi. Đây ngon. Ở nhà chống dịch gì cũng yên ổn mà. Đủ sống rồi. Đúng không Út? Ừ. Không có gạo ra đây ăn gì nước.
Thôi bà đồng nó mát mẻ. Thôi mọi người nha. Thôi được rồi không? Thử đi. Rồi, đây lên. Nhưng mà ăn nữa không? Nó ăn trước luôn. À. Đây. Hai bên. Ngay vừa nước nha mọi người. Nha, mọi người thấy không? Hồi nãy mình đi ra sau vườn rồi, bây giờ mình đi ra trước lộ. Mời mọi người theo chân mình ra trước lộ. Hay đường lộ nhà mình nữa mọi người. Đây là đun đủ cá dài. Đủ cá dài. Đu đủ dài. Chín rồi. Chín xong luôn, để con trai luôn. À, dừa. Xong. Trong nước mình nha mọi người. Quay được. Có trái nhóc nữa nè. Đồng lậu nè, quay đi cốc nè lậu. Nghe cốc rồi mà. Rồi thấy không? Nắng qua không thấy đâu. Đấy, xa lên chút, xích lên chút là đây nè, là đây đứng ngay mát nè, là đây. Rồi, okay. Mình xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ để mình có động lực ra video mới hơn nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.